Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đến ống tiêu cao áp trợ lực lái của dòng xe Mitsubishi Pajo, Pajo V6 3000, Pajo ngân hàng, Pajo chở tiền V73, V93. Thì cái phần này là phần đoạn cao su này, nó sẽ nối từ cái bơm trợ lực lái lên cho vào thước lái cao ấp, bơm trợ lực lái vào thước lái phần cao su để xe khi mà chúng ta đánh lái một cách nhẹ nhàng thì chúng ta đi thông một thời gian trên đường bị hỏng mất cái ống cao su này, thì đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.